Om Namaskaraya, chào bạn thân mến. Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong bài tập yoga chữa chứng bệnh đau mỏi vai gáy và đặc biệt là cái triệu chứng thoái hóa đốt sống cổ. Bạn thân mến, khi mà những cái đốt sống cổ của chúng ta bị thoái hóa hay là do những cái khối cơ ở xung quanh bị tắc nghẽn và sơ cứng gây chèn ép lên các cái dây thần kinh và lâu dần thì sẽ không có cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho những cái đốt sống cổ gáy. Chính vì vậy những cái đốt sống đấy của chúng ta rất dễ bị thoái hóa và gây ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái hoạt động của các cái hệ thần kinh, làm cho cái phần tay của chúng ta lâu dần bị tê bì này, rồi máu không lưu thông được lên não và gây khó ngủ và gây rất là đau, rồi là mất khả năng tập trung. Cái điều đó gây ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của chúng ta, thậm chí là quay đầu cổ, cái sự vận động của chúng ta cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Và trong bài tập này thì Nguyễn Hiếu đã hướng dẫn và rất là nhiều học viên của Nguyễn Hiếu sau khi luyện tập thì có phản hồi lại rằng chỉ sau khoảng một tuần thôi là đã thấy gần như là các cái triệu chứng bệnh đã thuyên giảm rất là nhiều và dường như là họ không cần phải sử dụng thuốc nữa. Và trong bài tập ngày hôm nay là bài tập rất là đặc biệt và Nguyễn Hiếu muốn hướng dẫn bạn, và có thể ngay sau khi luyện tập bài tập này thì bạn sẽ cảm thấy cái cảm giác dễ chịu ngay từ buổi đầu tiên rồi, bởi vì khi mà Nguyễn Hiếu trị liệu trong viêm của Nguyễn Hiếu thì đã có cái sự cải thiện rất là tốt sau khi những cái buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên các bạn ở xa thì các bạn cũng sẽ rất là khó để mà kết nối với Nguyễn Hiếu hoặc là nhận được cái sự hướng dẫn trực tiếp, thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn thông qua video này để giúp cho bạn có được cái khả năng kích thích được cái khả năng tự chữa lành ở trong cái cơ thể của bạn và giúp cho bạn đẩy lùi đi những cái triệu chứng khó chịu bởi cái chứng bệnh thoái hóa cột sống đau nhức mỏi phần hai vai. Chúng ta cùng bắt đầu ạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thở để chúng ta kích hoạt cái dòng chảy khí và năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta để đẩy lùi đi những cái sự tắc nghẽn. Bởi vì khi mà bị đau đớn như vậy thì là do cái hệ thống kinh lạc của chúng ta bị tắc nghẽn, và khi có những cái bài tập thở giúp hít thở sâu tốt thì sẽ giúp đẩy thông tất cả các cái hệ thống kinh mạch và giúp cho cái nguồn máu và những cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng các cái tế bào của chúng ta cũng dễ dàng phục hồi khỏe mạnh trở lại. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi, hoặc tư thế ngồi thật thoải mái vững chắc, lưng giữ thẳng, hai tay đặt trên đầu gối và thả lỏng hai vai, thả lỏng và thư giãn cho khuôn mặt đi, và hãy tin tưởng lắng nghe lời hướng dẫn của Nguyễn Hiếu để bạn cảm nhận thật sâu sắc hơn cái sự tác động tuyệt vời của từng động tác yoga sẽ giúp bạn phục hồi nhanh chóng sức khỏe, đẩy lùi mọi bệnh tật cho cơ thể. Hãy nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, bụng căng phồng lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại, hít vào, bụng phình căng lên, thở ra, xẹp sát bụng xuống. Từ từ, tay phải đặt lên ngực, tay trái đặt lên tay phải, thế sau đó hít vào thật sâu. Bạn mở rộng hai tay sang hai bên, đẩy căng lồng ngực về phía trước. Thở ra, từ từ bạn thu tay lại, hai tay đặt vị trí ban đầu. Chúng ta tập 10 nhịp như vậy. Hai, hít vào. Đẩy căng lồng ngực về phía trước, mở hai tay sang hai bên. Thở ra, từ từ thu tay lại. Ba, hít vào thật sâu. Đẩy căng lồng ngực nào, thở ra. 4, hít vào, mở rộng hai tay sang hai bên, đẩy căng lồng ngực, thở ra, từ từ thu tay lại thật chậm rãi, cảm nhận sự chuyển động chậm rãi của hai tay. Hít vào sâu, mở bung lồng ngực để đưa nguồn khí tràn đầy vào lá phổi, thở ra. Bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi trong quá trình luyện tập. 7, hít vào, đẩy căng lồng ngực, mở hai tay sang hai bên, thở ra và thu tay lại. 8, hít vào thật sâu, mở ngực vươn tay, thở
thở ra 9 hít vào, thở thu tay lại, nhịp cuối 10 hít vào thật sâu, đẩy căng lồng ngực, mở hai tay ra ngoài bên, rồi thở ra thu tay lại, đặt hai tay trên lồng ngực của bạn, thả lỏng vai, thư giãn cho khuôn mặt. Hãy hít vào đẩy bụng căng phồng lên, rồi thở ra xẹp bụng lại, để cảm nhận dòng chảy năng lượng đang tràn đầy trong cơ thể của bạn, thẩm thấu vào từng tế bào, thẩm thấu vào các cơ quan nội tạng, sưởi ấm toàn bộ cơ thể, cảm giác cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng hai tay và nhẹ nhàng bạn mở mắt nào. Bạn cảm thấy thế nào sau bài tập thở này? Khi mà thở như vậy thì chúng ta đã nạp được rất là nhiều khí vào trong cơ thể rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái tinh dầu đặc trị dành riêng cho cái phần những cái đốt sống cổ gáy. Và cái với cái loại tinh dầu này thì sẽ giúp cho Nguyễn Hiếu khi mà trị liệu thì sẽ giúp cho học viên của Nguyễn Hiếu cảm nhận cái sự thư giãn và cái sự mềm mại cơ ngay từ buổi đầu tiên, và thậm chí là sẽ không còn cảm giác đau nữa. Và khi sử dụng cái này thì chúng ta sẽ xoa vào cái phần gáy, chúng ta sẽ đổ khoảng 10 giọt tinh dầu đặc trị dành cho vai cổ gáy, và chúng ta xoa vào cái phần cổ gáy của chúng ta. Bạn chú ý, chúng ta sẽ xoa vào cái phần gáy á, vuốt ra hai bên, hâm nóng giãn cho toàn bộ phần cơ, mỗi bên khoảng 10 đến 20 lần như vậy. Thế để cho cái tinh chất của tinh dầu thẩm thấu vào cái phần da thịt và phần xương của chúng ta, giúp kéo máu và khí để nuôi dưỡng cho phần xương, những cái đốt sống cổ của chúng ta phục hồi trở lại. Và tiếp theo là đến phần mềm cơ thì bạn cũng sẽ đổ khoảng 5 giọt cái tinh dầu đặc trị này ra cái phần cơ, và kéo từ cái phần giữa những cái đốt sống cổ này, kéo qua những cái phần vai, và kéo qua phần vai. Mỗi bên của chúng ta cũng kéo như vậy khoảng 10 đến 20 lần. Chúng ta nhớ là mỗi một tay khi mà chúng ta kéo thì chúng ta cần phải đổ tinh dầu ra tay. Chúng ta kéo và chúng ta vuốt thế này. Chừng 10 đến 20 lần như vậy để có cái dầu nóng sẽ tác động tốt hơn, làm mềm cơ và thông toàn bộ tất cả các cái kinh mạch lạc mạch ở cái vùng vai cổ gáy, giúp đẩy máu lên não, đẩy máu để nuôi dưỡng lại những cái đốt sống vùng cổ gáy của chúng ta, và giúp cho cái hệ thống tuần hoàn và lưu thông của chúng ta tốt hơn. Và tiếp theo sau khi chúng ta xoa như vậy rồi, nếu như mà bạn khi mà có những cái học viên mà bị nặng quá thì sẽ gây phần đau cái phần vai và cái phần khuỷu tay, thì chúng ta cũng phải xoa cho cái phần vai và phần khuỷu tay của chúng ta hâm nóng, để chúng ta giúp cho cái tinh chất nó thẩm thấu vào các cái khớp, để phục hồi cái khớp của chúng ta được giảm đau và nuôi dưỡng làm khỏe khớp, phục hồi trở lại. Từ từ hít vào, nâng vươn hai tay lên, đan hai tay lại, đẩy căng lồng ngực, thế uốn cong lưng và hai tay kéo ngược ra sau. Khi mà tập như vậy, mới đầu tập thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần vai hơi đau một chút, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng, chỉ sau khoảng vài động tác là chúng ta sẽ thấy các phần vai của mình mềm được không? Thế bạn thở ra, hạ tay xuống, đặt hai tay trên đầu gối, đồng thời bạn cong lưng lại, cúi đầu mắt nhìn họng rồi hai hít vào thật chậm rãi, nâng vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, thế đẩy căng ngực nhá, mặt ngửa lên, hai tay thì kéo ngược ra sau, thở ra quay tròn tay đặt trên đầu gối, đồng thời cong lưng ra sau, siết chặt vùng bụng khi thở ra để xả hết khí độc, và mắt nhìn họng rồi ba hít vào. Chúng ta tập 10 lần như vậy, kéo ngược tay ra sau, thở ra 4 hít vào, thở ra
5, hít. Đẩy căng lồng ngực, thế và thở ra. 6, hít vào. Thở ra. 7, hít sâu. Vươn tay. Chín, hít sâu. Thở ra. Nhịp cuối 10, hít vào. Và thở ra. Cong lưng và sọ. Cố siết chặt bụng, mắt nhìn nó rồi. Sau đó hít vào. Bạn hít thở hoàn toàn bằng mũi trong quá trình luyện tập. Xoay thư giãn vai. Xoay ngược lại, 3, 2, và 1, thế thả lỏng hai tay trên đầu gối. Chúng ta tiếp tục là hít vào, bụng phình lên, đồng thời nâng cằm, bạn kéo căng cằm, thở ra, thả lỏng vai để kéo giãn cột sống đáy, cúi gập cằm xuống. 2, hít, nâng cằm cằm lên, thở ra, cúi gập cằm xuống. 3, hít vào, nâng cằm cằm lên, thở ra, gập cằm xuống, kéo giãn gáy. 4, hít vào. Thở ra, siết chặt bụng khi thở ra. Chúng ta tập 5 lần. Nhịp 5. Hít vào, nâng cằm cằm. Thở ra, cúi gập cằm xuống, kéo giãn phần gáy. Sau đó hít vào, bạn đưa đầu về trung tâm. Thở, quay qua bên phải. Hít về giữa. Thở, quay qua bên trái. Động tác này còn có cái tác dụng nâng cái phần cơ mặt của chúng ta để làm săn chắc khuôn mặt. Hít, đưa đầu về giữa. Thở, quay phải. Hít, đầu về giữa. Thở, quay trái. Hít, đầu về giữa. Thở, quay phải. Hít vào, đưa đầu về giữa. Thở ra, quay qua bên trái. Và hít, đưa đầu về giữa. Thở, bạn giữ thẳng lưng và nghiêng đầu qua bên phải. Hít, đầu về giữa. Thở, nghiêng qua bên trái. Hít vào, đưa đầu về giữa. Thở, bạn nghiêng qua bên phải. Hít, đưa đầu về giữa. Thở, bạn nghiêng qua bên trái. Sau đó hít vào, đưa đầu về giữa và thở ra, cúi gập cằm xuống, kéo giãn gáy. Chúng ta xoay qua bên phải. Hít thở đều khi xoay vào mũi như bạn xoay tròn qua phải này. Một vòng này, thở ra và cúi xuống. Hai, hít xoay phải, mở rộng vòng tròn xoay. Nhớ là chỉ đầu cổ xoay thôi nha. Thở gập xuống. Ba, hít xoay qua bên phải. Thở ra, gập xuống. 4, hít vào. Quay qua phải. Thở ra, gập xuống. 5, hít. Quay phải. Thở, gập cằm xuống. Chúng ta xoay ngược lại. Hít, xoay từ trái qua phải. Thở, gập cằm xuống. 2, hít vào. Quay từ trái qua phải. Thở, gập cằm xuống. 3, hít sâu. Thở ra. 4, hít xoay. Thở, gập cằm xuống. Nhịp cuối 5, hít vào. Quay từ trái qua phải. Thở ra, bạn gập cằm xuống. Hai tay đan sau đầu, từ từ kéo gập giãn cho những cái đốt sống gáy ra. Hít thở đều nè, hít vào thật sâu, bụng phình lên, rồi thở ra xẹp bụng lại. Cảm nhận sự giãn mềm ở vùng gáy của bạn. Hãy tiếp tục hít vào,
Rồi thở ra, sau đó hít. Bạn nhẹ nhàng nâng đầu lên, mở khuỷu tay sang hai bên, thế từ từ nâng vươn hai tay, thế nâng thẳng vươn hai tay, đúng rồi, kéo căng nhé, căng tay và vai này, thở ra, quay nhẹ qua bên trái, thế hít vào, nâng lên, thở từ trái qua phải, hai hít, nâng vươn lên, mỗi bên năm lần, thở ra, ba hít vào. Thở, bốn hít, vươn nào, đúng rồi, thở ra, năm hít, nâng vươn tay, thở ra, từ từ hít vào, nâng vươn thẳng lên, bạn có thể nhắm mắt cho đỡ chóng mặt động tác này, thở ra, quay từ phải qua trái, hai, hít lên, thở, ba, hít lên, nhớ khi lên cánh tay thẳng luôn sát tay nha bạn. Thở ra, bốn, hít lên, thở, năm, hít vươn tay lên và thở ra, hạ xuống, từ từ hít vào, vươn thẳng cánh tay lên và thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng sang hai bên, từ từ hít, nâng hai tay, thở, thả rớt xuống, hít lên, thở ra, hít lên và thở ra, thả xuống. Rồi chúng ta tiếp tục nào. Xin mời bạn chống đầu gối xuống và hai tay chống phía trước. Chúng ta tiếp tục với tư thế con mèo nhé. Nhớ là bàn tay mở rộng để thông hết các huyệt ở bàn tay của chúng ta ha. Đầu gối mở bằng vai, chống mũi chân. Nào, sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Bạn không được so vai xuống thế này, phải đẩy vai lên đúng không? Để chúng ta làm giãn hết cơ và mở khớp ha. Hít vào, võng lưng xuống, nâng cằm lên. Thở ra, cong cao lưng lên, cúi đầu xuống, đầu tay lúc này ở giữa hai tay nha. Hít vào, võng lưng xuống, ngẩng mặt nâng cằm. Thở ra, kéo cao lưng lên, chúng ta tập 10 nhịp. Tiếp tục hít vào, võng lưng ngẩng mặt nâng cằm lên. Thở ra, cong cao lưng lên, cúi đầu xuống. Hít vào, võng lưng ngẩng mặt lên. Thở ra, cong cao lưng lên, cúi đầu xuống. Hít vào, võng lưng ngẩng mặt lên. Thở ra. Bảy, hít, võng sâu lưng xuống, ngẩng mặt lên nào. Thở ra, cong cao lưng, cúi đầu. Tám, hít vào, võng sâu lưng xuống. Thở ra. Chín, hít sâu. Thở ra. Nhịp cuối, 10, hít vào, võng lưng ngẩng mặt lên. Thở ra, cong cao lưng, cúi đầu xuống. Sau đó hít vào, bạn đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Thở ra, luồn tay trái này. Bạn luồn tay trái sang bên phải. Thế, hạ vai xuống, mắt nhìn lên. Rồi hít vào, bạn nâng thẳng cơ thể lên. Thở, chúng ta luồn tay phải qua bên trái, hạ vai xuống và mắt nhìn lên. Vòng 2, hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, đưa sâu vai trái, để mắt nhìn lên. Hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, luồn tay phải qua bên trái, hướng mắt nhìn lên. Vòng cuối, hít vào, đưa cơ thể về giữa. Thở ra, luồn tay trái qua bên phải, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Hít vào thật sâu, tập trung hướng sự chú ý của hơi thở về hai khớp vai và về những nốt sống cổ của bạn. Thở ra, xẹp bụng lại, hít vào, để đưa nguồn năng lượng chữa lành tới cho từng nốt sống
cổ được phục hồi dẻo dai và mềm mại, các khớp vai của bạn được mềm mại. Từ từ hít, nâng cơ thể lên, thở ra, luồn tay phải qua bên trái. Thế sau đó bạn hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hít bụng phình căng lên, thở xẹp bụng xuống. Rồi từ từ hít vào, chống tay nâng thẳng cơ thể lên. Sau đó lùi mông ra sau, vươn dài cơ thể về phía trước. Bạn nhớ lấy khăn lót trán ha, và hạ trán xuống điều hòa hơi thở. Hãy hít vào thật sâu, bụng phình lên, rồi thở ra thật chậm, xẹp xếp bụng lại. Hít vào, bụng phình căng lên, thở ra từ từ xẹp xuống. Sau đó hít, bạn nâng cuộn từng nốt sống lên, đầu lên sau cùng, rồi từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay lên, thẳng căng cánh tay sát tay, rồi vòng hai tay ra sau, đan tay lại, đẩy căng lồng ngực, ngửa lòng bàn tay ra sau, cúi đầu xuống, nâng hai tay cao lên. Thế bạn thở hết ra, thả lỏng khớp tay vai nhé bạn, đỉnh đầu hạ chút xuống sàn. Hít vào thật chậm rãi, nâng cơ thể lên và tiếp tục nâng vươn hai tay thật cao lên, thẳng sát tay, thở ra, lại vòng hai tay ra sau, đẩy căng lồng ngực lên. Thế mở khớp tay, khớp vai, đúng rồi, cúi đỉnh đầu xuống để chúng ta đưa máu về cho phần đầu não. Hít thở đều, thả lỏng khớp tay vai nào. Hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra từ từ. Sau đó hít vào, cuộn từng nốt sống, nâng cơ thể thẳng hai cánh tay sát tay. Thế thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng hai tay trên đầu gối. Sau đó hít vào, bạn vươn người về phía trước, rồi thở ra, đẩy mông lên chữ V ngược, nhón gót chân đi bộ tại chỗ để gia tăng sự dẻo dai cho toàn bộ vân và dây chằng cùng chân. Chống thẳng hai cánh tay xuống, đầu ở giữa hai cánh tay, giãn mềm toàn bộ vùng cơ vai và đưa máu về não, nuôi dưỡng não bộ cho bạn và làm mềm cơ khớp, lưu thông toàn bộ kinh mạch ở vùng vai và cái đốt sống. Cổ gáy của bạn cũng sẽ được phục hồi dễ dàng hơn và nhanh hơn. Đó, ép sâu vai xuống. Sau đó hít vào, bạn bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải nhé. Thế rồi hạ đầu gối bên trái xuống, nâng vươn cánh tay phải lên sát tay, ngửa mặt lên, thở bạn quay tay phải. Hai, hít vào, mắt và đầu hướng nhìn theo tay, thở ra. Ba, hít, nâng vươn tay và xoay, thở. Chúng ta tập mỗi bên 5 lần. Bốn, hít vào, thở ra, nhịp cuối. Năm, hít, vươn tay ra sau, rồi thở ra, hạ tay xuống, trở về vị trí ban đầu. Hít vào thật sâu, nâng vươn mặt lên, thở ra, đồng thời rút chân phải ra sau, tư thế chữ V ngược. Chúng ta đổi bên chân nhé. Hít vào, bước chân trái lên cạnh bàn tay của bên trái, hạ đầu gối phải xuống, đồng thời bạn nâng cánh tay trái lên, mắt nhớ hướng nhìn theo bàn tay này, thở ra này. Rồi hai, hít, xoay tròn tay trái, mắt hướng nhìn theo bàn tay, thở ra. Ba, hít vào, thở ra. Bốn, hít, thở, nhịp cuối. Năm, hít vào và thở ra. Từ từ hít, thở, hạ tay xuống vị
trí ban đầu, đồng thời rút chân trái ra sau trở về chữ V ngược. Chúng ta điều hòa hơi thở đây, giữ 10 giây, hít thở đều. Hít bụng phình lên, thở xẹp bụng lại. 10, 9, 8, bạn hít thở đều nha. 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra, bạn hạ đầu gối xuống, lùi mông ra sau, thế hạ trán xuống, hai tay xuôi ra sau, thả trán lên trên khăn của bạn, thế sau đó thả lỏng phần vai, thả lỏng hai tay, toàn bộ cơ thể được nằm lên trên hai đùi, thả lỏng. Bạn nhớ hạ trán nhé. Nguyễn Hiếu phải áp má xuống thì Nguyễn Hiếu nói cho bạn nghe được rõ đấy ạ. Rồi chúng ta nhắm mắt lại nào. Hãy hít vào một hơi thật sâu, đẩy bụng phình lên, rồi thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, bụng phình căng lên và cảm nhận nguồn năng lượng đang đi qua từng bộ phận cơ thể. Nguồn năng lượng cơ thể bạn đang tuôn chảy từ đốt sống dưới cùng, chạy dọc cột sống và đi lên tới đỉnh đầu. Nguồn năng lượng đang lan tỏa tới toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch và lưu thông cho cơ thể của bạn. Hãy hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, cảm nhận sự nhẹ nhõm và sự mềm mại ở vùng hai vai, cảm nhận sự đàn hồi dẻo dai ở từng đốt sống cổ của bạn, cảm nhận toàn bộ khoang đầu đang được thư giãn thật nhẹ nhõm. Hãy thả lỏng cơ thể để đón nhận nguồn năng lượng, nguồn sinh khí mới đang tuôn chảy đều trong cơ thể khỏe mạnh của bạn. Hãy vào hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, để cảm nhận từng bộ phận đang được thư giãn, thả lỏng, mềm mại, nhẹ nhàng và thanh khiết. Cơ thể của bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, từ từ đánh thức cơ thể. Hãy nhúc nhích các ngón tay, rồi hít vào một hơi thật sâu. Bạn nhẹ nhàng, thật chậm rãi, nhấc đầu thật chậm rãi thôi, nhấc đầu và nâng cơ thể lên, vẫn tiếp tục nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hạ mông xuống, ngồi đan hai chân lại, hai tay đặt trên đầu gối. Chúng ta điều hòa hơi thở nào. Hãy hít vào, rồi thở ra. Cảm nhận cơ thể thật nhẹ nhõm và tỉnh táo đúng không? Hãy tiếp tục nhắm mắt, xoa thật nóng hai bàn tay của bạn. Xoa thật nóng hai bàn tay nào. Rồi đưa hai bàn tay úp vào khuôn mặt, mang nguồn năng lượng tươi mới vào cơ thể của bạn và cảm nhận sự khỏe khoắn của từng tế bào, cảm nhận sự tươi trẻ của khuôn mặt của bạn. Sau đó nhẹ nhàng hạ tay xuống và mở mắt ra. Rồi bài tập của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn cảm thấy thế nào đối với vùng hai vai và toàn bộ phần đầu não của bạn? Hãy nhớ chia sẻ cho Nguyễn Hiếu cái cảm giác sau khi bạn luyện tập buổi đầu tiên và cái sự thay đổi về sức khỏe và cái tình trạng bệnh của bạn đã phục hồi.
hồi tốt như thế nào để Nguyễn Hiếu được vui nhé. Và đối với những cái bài tập trị liệu như thế này thì bạn nhớ chúng ta sẽ chỉ luyện tập trong một tháng thôi, và khi mà cái cơ thể của bạn, cái phần đốt sống vai cổ gáy và các khớp vai phần trên của chúng ta được hoạt động trở lại hoàn toàn bình thường rồi thì chúng ta cần phải có cái bài tập để vận động cho toàn thân, để giúp cho toàn thân của chúng ta cũng đều được khỏe khoắn, trẻ trung và năng động hơn bạn nhé. Bạn nhớ hãy comment phía dưới những cái sự thay đổi của bạn, và nếu như có mong muốn đặt câu hỏi và cần tư vấn thì chúng ta có thể liên hệ theo số điện thoại mà Nguyễn Hiếu sẽ để trên video này. Nguyễn Hiếu cảm ơn bạn đã tham gia luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Nếu như bạn ở tại Hà Nội thì có thể đến phòng điều trị của Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn trị liệu trực tiếp. Và nếu như bạn không ở Hà Nội và ở một cái nơi khác nào đó thì bạn cũng có thể gọi điện liên hệ